Người cho Phó Chủ tịch Hậu Giang mượn xe lơ xù biển xanh là ai? Liên quan đến chiếc lơ xù 570 gắn biển số xanh mà lãnh đạo tỉnh Hậu Giang mượn rồi đưa từ Hà Nội vào, phóng viên tìm hiểu và phát hiện người cho ông Thanh mượn xe đã vào Hậu Giang làm tài xế cho ông Thanh với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Mấy ngày qua, dư luận xôn xao vụ Phòng Cảnh sát Giao thông PC67, Công an Hậu Giang cấp biển số xanh 95A0699 cho xe tư nhân nhằm phục vụ việc đi lại của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này là ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là xe sang hiệu Lơ Xù 570 đã được PC67 Công an Hà Nội cấp biển số 29A79093 lần đầu vào ngày 24 tháng 5 năm 2013. Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản số 1200 CVVPTW gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ kết luận về thông tin đăng tải liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Văn bản do Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch ký nêu rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng bộ, Cơ quan Công thương Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra xem xét kết luận vụ việc. Liên quan đến chiếc xe này, phóng viên tìm hiểu thì thấy theo giấy tờ chủ xe là ông Nguyễn Đặng Toàn, hộ khẩu ở số 50 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội. Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, do địa phương thiếu xe nên ông Thanh mượn xe của ông Toàn đưa vào Hậu Giang để tiện công tác. Do dư luận xôn xao, PC67 Công an Hậu Giang đã thu lại biển số xanh. Điều bất ngờ là chủ xe lơ xù này lại đang làm tài xế cho ông Thanh với mức lương rất thấp. Trao đổi phóng viên, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết sau khi cho ông Thanh mượn xe lơ xù 570 đưa vào Hậu Giang, ông Nguyễn Đặng Toàn đã nộp đơn xin làm chân lái xe cho ông cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Hợp đồng của Toàn là hợp đồng có thời hạn mức lương 2-3 triệu đồng tháng thôi. Hiện Toàn được phân công làm tài xế chiếc xe ông đang đứng tên. Toàn muốn đi theo tôi cho mở mang tầm mắt thôi, ông Thanh nói. Trong danh sách cổ đông của Idico Long Sơn, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, ông Nguyễn Đặng Toàn sở hữu 4.000 cổ phiếu tại doanh nghiệp này, mã PIVL S22022. Trước khi vào Hậu Giang nhận công tác, ông Trịnh Xuân Thanh từng làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty PVC.